văn, Nhật Quang Bồ Tát Vi Thọ Trì Đại Bi Đà La Ni, giả thuyết đại thần chú Nhi ủng hộ chi. Nam mô Bụt Đà Cù Na Mê, Nam mô Đạt Ma Mạc Ha Đê, Nam mô Tăng Già Đa Già Nê, Đế Lị Bộ Tất Tát Đốt Diêm Nạp Ma. Việc dịch: khi ấy Nhật Quang Bồ Tát vì người thọ trì Đại Bi Tâm Đà La Ni nói đại thần chú để ủng hộ rằng: Nam mô Bụt Đà Cù Na Mê, Nam mô Đạt Ma Mạc Ha Đê, Nam mô Tăng Già Đa Già Nê, Đế Lị Bồ Tất Đát Đốt Diêm Nạp Ma. Lược giảng: Nhật Quang Bồ Tát, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Bồ Tát Nhật Quang là mặt trời, nhưng không phải vậy. Đây là một vị Bồ Tát tên là Nhật Quang. Chúng ta, những người không hiểu đạo Phật, thường cho rằng Nhật Quang Bồ Tát là mặt trời, Nguyệt Quang Bồ Tát là mặt trăng. Điều đó không chính xác. Tên của hai ngài xuất phát từ sự tu hành hạnh nguyện, trải qua nhiều đời nhiều kiếp mới có tên là như vậy. Vì người thọ trì Đại Bi Tâm Đà La Ni, Bồ Tát Nhật Quang vì để giúp đỡ và ủng hộ những người trì tụng chú Đại Bi mà diễn nói thần chú. Niệm chú này sẽ được hết thảy hộ pháp gia hộ. Chú này còn gọi là chú ủng hộ Đại Bi chú. Tên của chú này là Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni. Nam mô Bụt Đà Cù Na Mê, Nam mô Đạt Ma Mạc Ha Đê, Nam mô Tăng Già Đa Già Nê, Đế Lị Bồ Tất Tát Đốt Diêm Nạp Ma. Đây là tên tất cả những vị hộ pháp đều đến ủng hộ người trì chú. Hán văn: tụng thử chú diệt nhất thiết tội, diệt năng tị ma, cập trừ thiên tai, nhược tụng nhất biến, lễ Phật nhất bái, như thị nhật biệt tâm thời, tụng chú lễ Phật, vị lai chi thế, sở thọ thân xứ, đường đắc nhất nhất, tướng mạo đoan chánh, khả hỷ quả báo. Việc dịch: tụng chú này diệt được tất cả tội, đuổi được ma và trừ thiên tai. Nếu kẻ nào tụng chú này một biến, lễ Phật một lạy, mỗi ngày chia ra làm ba thời, tụng chú lễ Phật như thế, trong đời vị lai, tùy theo chỗ thọ thân, thường được tướng mạo xinh đẹp, được quả báo vui mừng. Lược giảng: tụng chú này diệt được tất cả tội, đuổi được ma và trừ thiên tai. Quý vị niệm thần chú Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni có thể tiêu trừ tất cả tội chướng, cũng khiến trừ tà ma và thiên tai. Những gì là thiên tai? Đó là gió lớn, mưa to, bão hay động đất, đây đều là thiên tai. Nếu kẻ nào tụng chú này một biến, lễ Phật một lạy, mỗi ngày chia ra làm ba thời tụng chú lễ Phật như thế. Nếu có người một ngày ba thời, sáng, trưa và chiều, niệm chú này một biến, lễ Phật một lạy, công phu như thế, trong đời vị lai, tùy theo chỗ thọ thân, thường được tướng mạo xinh đẹp, được quả báo vui mừng. Niệm chú và lạy Phật, đời vị lai, sanh ở chỗ nào, quý vị đều được tướng mạo đoan chánh xinh đẹp, và ai thấy tướng mạo của bạn đều sanh tâm hoan hỷ, chính quý vị cũng hoan hỷ. Hán văn: Nguyệt Quang Bồ Tát diệt phục vị chư hành nhân, thuyết Đà La Ni chú Nhi ủng hộ chi. Thâm Đê Đế Đồ Tô Tra, A Nhã Mật Đế Đồ Tô Tra, Thâm Kỳ Tra, Ba Lại Đế, Gia Di Nhã Tra, Ô Đô Tra, Câu La Đế Tra, Kỳ Ma Tra, Sa Bà Ha. Việc dịch: Nguyệt Quang Bồ Tát cũng vì hành nhân mà nói Đà La Ni để ủng hộ rằng: Thâm Đê Đế Đồ Tô Tra, A Nhã Mật Đế Đồ Tô Tra, Thâm Kỳ Tra, Ba Lại Đế, Gia Di Nhã Tra, Ô Đô Tra, Câu La Đế Tra, Kỳ Ma Tra, Sa Bà Ha. Lược giảng: Nhật Quang Bồ Tát nói chú Đà La Ni để hỗ trợ giúp người niệm chú Đại Bi. Không chỉ có vậy, Nguyệt Quang Bồ Tát cũng vì hành nhân mà nói Đà La Ni để ủng hộ rằng:
Bồ Tát Nguyệt Quang cũng tuyên thuyết thần chú để ủng hộ người niệm trì tụng chú Đại Bi. Thần chú ấy là Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni, Tham Đê Đế Đồ Tô Tra, A Nhã Mật Đế Đồ Tô Tra, Thâm Kỳ Tra, Ba Lại Đế, Gia Di Nhã Tra, Ô Đô Tra, Câu La Đế Tra, Kỳ Ma Tra, Sa Bà Ha. Quý vị, những ai trì tụng chú Đại Bi thì nên tụng thêm hai thần chú Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni và Nhật Quang Bồ Tát Đà La Ni thì công đức vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Hán văn: tụng thử chú ngũ biến, thủ ngũ sắc, tuyền tố chú sắc, thống xứ hệ, thử chú nại thị, quá khứ tứ thập, hằng hà sa chư Phật sở thuyết, ngã kim diệt thuyết, vi chư hành nhân tác ủng hộ cố, trừ nhất thiết chướng nạn cố, trừ nhất thiết ác bệnh thống cố, thành tựu nhất chư thiện pháp cố, viễn ly nhất thiết chư bố úy cố. Việc dịch: tụng chú này năm biến, rồi lấy chỉ ngũ sắc xe thành sợi niệt, gia trì chú vào, buộc vào chỗ đâu. Chú này do 40 hằng sa chư Phật đời quá khứ đã nói ra, nay cũng nói để vì các hành nhân mà làm duyên ủng hộ. Chú này có công năng trừ tất cả chướng nạn, tất cả bệnh ác, thành tựu thiện pháp, xa lì tất cả sự sợ hãi. Lược giảng: tụng chú này năm biến, tụng chú Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni năm biến, rồi lấy chỉ ngũ sắc xe thành sợi niệt, gia trì chú vào. Quý vị lấy năm sợi dây có năm màu: xanh dương, đỏ, vàng, trắng và đen, bệnh thành một sợi dây ngũ sắc. Sau đó tụng vào đó năm biến chú Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni, rồi buộc vào chỗ đau, thì quý vị bị đau ở chỗ nào thì buộc vào ở đó. Chú này do 40 hằng sa chư Phật đời quá khứ đã nói ra. Thần chú Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni này đã được các đức Phật đời quá khứ nhiều như số cát trong 40 con sông Hằng tuyên thuyết. Này cũng nói để vì các hành nhân mà làm duyên ủng hộ. Bây giờ, trong Pháp hội nói Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Ngài Nguyệt Quang Bồ Tát cũng thuyết thần chú này để hộ trì người trì chú Đại Bi. Chú này có công năng trừ tất cả chướng nạn, tất cả bệnh ác, thành tựu thiện pháp, xa lì tất cả sự sợ hãi. Thần chú cũng công năng tiêu trừ tất cả những chức chướng ngại, diệt hết các bệnh tật khổ đau. Quý vị tu các thiện pháp gì thì thần chú sẽ giúp quý vị thành tựu được thiện pháp và xa rời tất cả các sự sợ hãi. Thần chú này cũng có năng lực không thể nghĩ bàn. Ha ha ha, 闻三摩地娑哈。